giả tạo. Đúng là quá giả tạo. Làm gì có tình yêu chứ, toàn là rác rưởi cả thôi. Tất cả đều là rác rưởi. Im lặng, tôi khinh. Trong lòng của mình hiện giờ vẫn còn một chút. Chỉ một chút như vậy thôi. Để đó có lãi sao? Cậu lo mà giữ lại một chút chút đó cho bản thân của mình đi. Đợi một ngày nào đó, cậu có thể để lại một chút đó của cậu cho một người đàn ông không thể phù hợp hơn dành cho cậu sẽ đến bên cạnh cậu thôi. Cậu sẽ... sẽ làm sao? Hạnh phúc sẽ trả gốc lẫn lãi cho mình luôn sao? Sẽ đóng gói cả thanh xuân của cậu đền bù vào trong đó, để cho cậu một tên đàn ông không đáng một xu, cho phép anh ta bước chân vào, giở trò xong thì cậu đá vài cái. Phải đó, giống như mình nè, vừa mất chồng lại vừa bực bội. Sau đó, chỗ tình yêu còn sót lại đó của cậu cùng với số hạnh phúc ít ỏi còn lại đó, chớp mắt đã trở thành một nỗi đau. Không những vậy, chúng ta còn bị ngã sấp mặt trên bờ biển tình yêu nữa đó. Nào, cậu hối hận sao? Hối hận rồi có phải không? Cậu nói đi. Sao chúng ta đều phải sống giả tạo tới mức đó chứ? Sao lại giả tạo tới mức như vậy chứ? Tại sao sau khi tổn thương còn phải tự lừa dối mình rất mạnh mẽ kia chứ? Tại sao cứ nhất định phải như vậy? Cậu nhìn các cô gái khác đi. Bất luận là bình thường trước mặt mấy người đàn ông khác mạnh mẽ tới mức nào, thì chỉ cần nhìn thấy người đàn ông mình thích đều sẽ lập tức trở nên nhỏ bé và rất đáng thương. Nhưng mà tại sao chúng ta đều đã thương tích đầy mình rồi vẫn còn phải giả vờ đau thương bất nhập như vậy nữa? Mình hối hận rồi. Mình hối hận lắm rồi. Mình hối hận ban đầu khi chỉ mới có một chút tình cảm thôi đã không bóp chết nó đi cho rồi. Lẽ ra phải bóp chết nó. Mình cũng hối hận lắm rồi. Nhưng mà trong lòng của mình vẫn còn một chút tình cảm đó. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nói tới nói lui, cậu vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất người đàn ông của mình, có đúng hay không? Mình nói cậu nghe, ông trời phái đàn ông tới đây chỉ là để điều hòa âm dương với chúng ta mà thôi. Cuộc sống hạnh phúc của chúng ta không liên quan gì tới bọn họ hết. Là thiệt đó. Hình như là chỗ này của mình đã hiểu rồi. Nhưng mà trong lòng của mình thì vẫn cố chấp chưa hiểu thì phải. Đơn giản thôi. Cậu lắp một cái máy quét tia hồng ngoại lên trên mắt của cậu đi. Người yêu cậu thật lòng thương cậu thì cậu hãy đặt xuống. Chỗ còn lại thì tuyệt đối không được coi thường bản thân đó, có biết chưa? Kiên trì giới hạn rất quan trọng. Cậu đã hiểu ý của mình hay chưa? Nhất định không được dễ dãi. Cậu đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Mình hiểu rồi. Hình như là mình hiểu rồi. Nhưng hình như mình vẫn chưa hiểu gì hết. Mình chỉ biết là chúng ta nhất định phải uống cho thật đã thôi. Uống đi. Im lặng. Cậu đừng có nói với người khác đó. Thực ra mình nói gì mình cũng đâu có hiểu đâu. Không có sao hả? Có mà. Đó, bên đó cũng có kìa. Này gà con, cậu biết không? Cậu xem, tất cả những ngôi sao trên trời thực ra đều là nước mắt của mình đó. Cậu sến súa quá. Cậu thất tình thôi mà sao biến thành chuyện ngôn tình luôn rồi? Ra vẻ thanh niên có văn nghệ có đúng không? Đó giờ mình vẫn vậy thôi. Mình không giống như cậu đâu. Mình là kiểu mắng người đó. Mình phải mắng cho thật thoải mái. Được, chờ một chút. Trần Thủ Phong, cái đồ lòng lan dạ sói nhà anh.
Anh không dám gánh vác, anh không có trách nhiệm. Đáng đời bị Dương Dương tôi đá đi. Tôi nói cho anh biết, tôi hận anh, và cũng hận cả chính tôi nữa. Lục Tây Nhược, anh nghe đây cho tôi. Anh có gì mà hay ho kia chứ? Anh tưởng tôi thật lòng yêu anh sao? Đúng là dớ dẫn. Anh còn chẳng bằng một cục phân chó. Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng anh chơi đùa với tôi xong thì không sao nha. Lục Tây Nhược, anh nghe cho rõ đây. Anh nghe cho rõ đây. Đừng ngồi nữa, uống đi, cùng uống đi. Thứ đàn ông thúi tha. Em làm gì đó? Em đâu có làm gì đâu. Đưa cho anh. Chuyện gì? Đưa cho anh. Anh có gì không cho người khác biết sao? Anh sợ em xem tới vậy hả? Đinh Quyên, em không thay đổi chút nào hết. Không sai, em vẫn là em ngay từ đầu tới cuối. Không hề có gì thay đổi hết. Không giống như anh nửa đường bỏ đi kết hôn. Em vẫn còn nói chuyện này sao? Ngày nào cũng nói đi nói lại không thấy chán sao? Hơn nữa, em có nghĩ lại tại sao anh lại do dự mãi không kết hôn với em không? Nực cười quá. Trần Thủ Phong, anh nhìn cho rõ đi. Lỗi của anh mà lại bắt em suy nghĩ nguyên nhân sao? Người nên tự kiểm điểm là anh mới đúng. Chính vì cái tật thích xâm phạm sự riêng tư của người khác, cho nên khi ở bên em anh cảm thấy không thở nổi. Em có biết không, Dương Dương chưa từng làm như vậy bao giờ. Cũng đã ly hôn rồi mà anh còn nhớ hoài không quên cô ta sao? Nếu như cô ta tốt như vậy, anh còn ly hôn với cô ta làm gì? Cô ta hiểu anh như vậy, tôn trọng anh như vậy, tại sao anh còn quay lại tìm em? Không quản được bản thân, bây giờ anh còn quản em nữa. Anh đi chết đi. Được rồi, em nói xong chưa? Giờ em vui chưa? Đã nửa đêm rồi đó, anh không muốn cãi nhau với em. Anh nói không cãi là không cãi sao? Em nói cho anh biết, em không giống cô vợ cũ đáng yêu đó của anh đâu. Trần Thủ Phong, anh nghĩ cho kỹ đi. Tốt với em chính là tốt với con trai của anh đó. Còn nếu không thì không đảm bảo sự an toàn của con trai anh đâu. Đinh Quyên, em đang nói cái gì đó? Em dùng con trai của chúng ta để uy hiếp anh. Có uy hiếp hay không, em còn phải xem biểu hiện của anh nữa. Em... Anh nhắc lại lần cuối, em không được phép đụng vào điện thoại của anh. Alo, Tây Nhược sao? Đừng nhiều lời. Giờ cậu lập tức ra ngoài ngay cho tôi. Đã mấy giờ rồi, có chuyện gì? Tới đây rồi nói. Alo, Tây Nhược. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Anh không biết. Không biết mà muộn như vậy anh còn ra ngoài sao? Anh ra ngoài với Tây Nhược có chuyện gì sao? Lục Tây Nhược gọi tới. Cũng chưa chắc là Lục Tây Nhược gọi anh mà. Phải, nói đi. Có phải có liên quan tới Dương Dương không? Anh đi đâu đó? Anh mau nói rõ cho em đi. Anh đi đâu? Để Tây Nhược đích thân nói rõ cho em đi được không? Ý của anh là sao? Em tự mình gọi cho cậu ấy. Chứ anh có nói với em cũng đâu có tin đâu. Gọi điện mà hỏi cậu ấy đi. Hỏi xong rồi đi ngủ cho anh. Làm ơn đi. Đồ thần kinh. Chúng ta yêu bọn họ nhiều như vậy, nhưng rồi mãi cũng chẳng có câu trả lời. Chẳng có câu trả lời. Càng nhớ
lại càng yêu. Sau đó rồi làm sao nữa? Vẽ một chữ X vào trong trái tim. Không đúng đâu. Vẽ một chữ X. Vẽ một chữ X vào trong ký ức. Vẽ một chữ X vào trong ký ức. Đừng mà, mình muốn đi vệ sinh. Thì cậu đi đi. Tụi mình đã về tới nhà chưa? Tụi mình đang nằm ở trên giường mà cậu nói gì vậy? Mình muốn uống nước. Đàn ông thối. Nè gà con, cậu đừng có kéo mình nữa. Anh nhìn giống Lục Tây Nhược quá đi. Da mặt nhìn cũng đẹp quá. Rốt cuộc anh là ai vậy hả anh đẹp trai? Lục Tây Nhược, anh buông cậu ấy ra. Được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta về thôi. Rốt cuộc anh là ai? Anh buông tôi ra đi. Anh lợi dụng tôi sao? Buông tôi ra. Anh là ai? Buông tôi ra. Anh có phải là Lục Tây Nhược hay không? Anh là Lục Tây Nhược đúng không? Nè, cậu lắp GPS trên người của Lưu Lâm sao? Xa như vậy mà cậu cũng tìm được. Cậu tới trễ rồi. Trước đó có một đoạn đặc sắc hơn mà cậu đã bỏ qua đó. Nè gà con, chúng ta đang bay sao? Phải không? Phải đó, chúng ta đã tới thiên đường rồi. Ngựa trắng nhỏ, đi mau đi, mau đi. Của mình là ngựa đen. Anh chạy nhanh lên một chút coi. Lưu Đại Khí, cậu biết không, trước đây từng có một người đàn ông nói với mình, cổng mình giống như cổng cả thế giới. Cậu có biết người đó là ai hay không? Là ai chứ? Là Trần Thụ Phong đó. Chính cái miệng đầy những lời ngọt ngào đó của anh ta đã phá hủy cả thế giới của mình. Cái gì mà cổng thế giới trên lưng chứ? Lừa dối. Cậu đó, cậu cũng nên biết đủ đi. Ít nhất còn có người từng cổng cậu mà. Để mình nói cho cậu nghe một bí mật. Đừng có nói cho người khác nghe đó, biết chưa? Trước giờ chưa từng có ai cổng mình đâu đó. Thực ra bản thân mình cũng thường xuyên mơ tưởng, nếu như có một ngày mình có thể tìm được một người mình thích, bọn mình sẽ có thể nắm tay nhau đi dạo phố. Lúc vui vẻ thì anh ấy sẽ cõng mình, sau đó còn hát cho mình nghe nữa. Nhưng mà tại sao lại để mình gặp tên khốn Lục Tây Nhược đó chứ? Nếu mặt mày không lúc nào cũng cau có, không ngừng lảm nhảm bắt lỗi mình, thì cũng tìm đủ mọi cách để mà chơi xỏ mình, làm xấu mặt mình.